Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xem 88. Hôm nay là ngày 10 tháng 2 2020, thì vẫn trong đợt sale cho ngày Valentine sắp tới ngày 14 tháng 2, thì em sẽ tiếp tục có những cái mã xe đạp thể thao, xe đạp đua của dòng Peter, những dòng Giang, Galaxy đang được giảm giá rất là nhiều. Thì những dòng Peter như đây, chiếc Peter T10 Pro phiên bản full 1.5R7000 với hai tay đề, hai phanh, đùi đĩa, cù đề, xích và nip đều là Shimano 1.5R7000. Còn Mayer Hatchback 2020 thì mẫu xe này đã được số 88 sale giảm giá 10% từ 25 triệu đồng xuống chỉ còn 23 triệu đồng. Sale tất tần tật, tút tút tút, các bác có thể đến trực tiếp shop xe 88 để xem xe, chiêm ngưỡng cũng như là trải nghiệm thực tế chiếc xe này hoàn toàn miễn phí các bác nhé. Và các bác thể truy cập website xe88.vn để có đầy đủ thông tin chi tiết tất cả các mẫu xe này trên website xe88.vn, từ hình ảnh, cấu hình, video, hoặc alo trực tiếp hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317, 0936 307 317 để tư vấn như đặt hàng. Mẫu xe này em sẽ đi review chi tiết cho những khách hàng nào đã đam mê xe đạp thể thao, xe đạp đua với chiếc xe này, như là những khách hàng đã đam mê từ lâu và muốn mua cho mình một dòng xe đạp giảm giá trong ngày Valentine tặng cho người thân cũng như người yêu của mình, một chiếc xe đạp cấu hình cao cấp mà giá thì cực mềm êm. Ok, trước mặt các bạn đây là chiếc Peter T10 Pro phiên bản full carbon, full 1.5R7000 sơn đổi màu theo góc nhìn màu đen đỏ, và đây là size 48. Thì theo thông số size xe thì những size từ 46 là dành cho những các bác cao từ 1m58 đến 1m70, còn size 48 từ 1m66 trở lên đến 1m78, còn size 50 từ 1m75 trở lên các bác nhé. Đây là những thông số size để các bác đi chọn được chiếc xe đạp ưng ý phù hợp, vì dòng Peter nó làm cái khung nó to hơn tất cả các dòng khác. Nó là 48 thì nó sẽ đi đến 53,5 cơ, chứ không như dòng khác là 48 chỉ 52,5 thì nó sẽ ngắn hơn một tí. Còn về xe thì thiết kế là yên da mềm Peter này, cọc yên là Peter carbon này, sơn là sơn đổi màu theo góc nhìn, khung là khung carbon 18K, đùi đĩa sử dụng đùi đĩa 1.5R7000, củ đề trước 1.5R7000, củ đề sau 1.5R7000, nip sử dụng 11 tầng nip Shimano 1.5, xích sử dụng nó là xích Zurban, Shimano Zurban VR. Mayer thì nâng cấp lên Mayer Retropack 2020. Vành sử dụng vành nhôm hai lớp, chân van hạt gạo Peter này, xăm lốp sử dụng xăm lốp Ultera Sport, củ phanh sử dụng củ phanh 1.5R7000, cả hai củ phanh đều sử dụng 1.5R7000 các bác nhé. Tay đề sử dụng tay đề Ultera 1.5R7000, vi đông đúc cá mập cao cấp, càng sử dụng càng carbon. Mayer trước cũng là Retropack. Thì mẫu xe này thật sự là nếu các bác mà cần mua dòng xe này tặng cho người thân của mình thì quá tuyệt vời, để các bác vừa có người để đi cùng đạp xe, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh dịch đang rất là hoành hành hiện nay, đó là dịch Corona đang gây ra viêm đường hô hấp rất là nguy hiểm. Nên các bác cũng cần nâng cao sức khỏe, hãy chọn cho mình một chiếc xe đạp thể thao để nâng cao sức khỏe cùng với người thân của mình. Thì bác nào mà đang có ý định mua dòng xe này để tặng cho các bác trong ngày 4 tháng 2 như là đang có chương trình siêu giảm giá 10%, các bác hãy alo trực tiếp hotline 0933 522 186 cũng như 0936 307 317 để tư vấn như đặt hàng, hoặc truy cập trực tiếp website xe đạp88.vn để có đầy đủ thông tin chi tiết tất cả các mẫu xe trong website. Các bác thể truy cập để nhận biết thông tin, hình ảnh, video thực tế của chiếc xe này. Mọi ý kiến đóng góp các bác thể comment ngay phía dưới video để em giúp em hoàn thiện video sau tốt hơn. Xin chào các bác.